là miền Bắc đang phải trải qua một đợt rét khắc nghiệt. Khắp các điểm núi cao Sapa, Ô Quý Hồ của Lào Cai và Mẫu Sơn, Lạng Sơn đã xuất hiện băng giá khi nhiệt độ thấp dưới 0 độ. Ngay ở đồng bằng và trung du, nhiệt độ cũng xuống dưới 10 độ C. Các trường tiểu học và mầm non đã phải đóng cửa, đã có nhiều trẻ em phải nhập viện. Những hậu quả do giá rét sẽ còn tăng lên nếu như đợt rét này còn kéo dài. Sau đây sẽ là những nhận định và dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương về đợt rét này. Một đợt rét sâu ở miền Bắc đang kéo dài sang ngày thứ 6 liên tiếp, nên nhiệt độ mỗi ngày một giảm sâu. Vùng núi cao đã ghi nhận có điểm nhiệt độ âm 5 độ C, băng giá xuất hiện. Vùng đồng bằng xuống dưới 9 độ. Cái rét càng ngấm sâu khi có thêm mưa nhỏ và mưa phùn. Nền nhiệt độ về đêm dưới 10 độ, ban ngày chỉ khoảng 11 cho đến 14 độ. Ngày mai, khi có thêm gió lạnh tăng cường, nhiệt độ sẽ còn giảm nữa. Khối lạnh đang bao trùm miền Bắc vẫn còn rất mạnh. Ngay gần Việt Nam, trên địa phận Trung Quốc, nhiệt độ khá thấp từ âm 4 cho đến âm 2 độ C. Còn ở tâm lạnh là Siberia thì nhiệt độ là âm 40 cho đến âm 30 độ C. Trong vòng 3 cho đến 4 ngày tới, không hy vọng thời tiết miền Bắc có thể ấm lên được. Cùng lúc đó, miền Bắc sẽ còn đón một đợt không khí lạnh mạnh nữa vào ngày 9 tháng 1. Tình trạng rét bút khắc nghiệt sẽ còn kéo dài từ 5 ngày cho đến 1 tuần nữa. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này thì phía đạo diễn cũng đã thông báo là chúng tôi đã kết nối được điện thoại với phóng viên Quang Hạnh của Đài Truyền hình Việt Nam, hiện đang có mặt tại quần đảo Trường Sa, và chúng tôi sẽ xin phép hỏi anh Quang Hạnh về tình hình chống bão số 1 hiện nay của quần đảo Trường Sa. Vâng, thưa anh Quang Hạnh, anh có thể cho biết là theo như những quan sát của anh vào thời điểm này thì tình hình Trường Sa lúc này là như thế nào rồi ạ? Là không hiểu là gió có to và biển có động hay không ạ? Thưa anh Quang Minh, thưa quý vị khán giả, hiện nơi chúng tôi đang tránh trú bão là thuộc khu vực quần đảo Đá Tây, thuộc quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Cũng tại khu vực này thì có khoảng hơn 10 tàu thuyền, bao gồm cả tàu thuyền đánh cá của ngư dân, cả tàu thuyền vận chuyển hàng hóa, có cả tàu Trường Sa 14 là vận chuyển hàng hóa đến các đảo và tổ chức sửa chữa kỹ thuật. Hiện tại khu vực của chúng tôi thì sóng biển và gió đã giảm hơn so với buổi sáng và lúc trưa nay. Hiện thì trời có lúc thì ngừng mưa, nhưng có lúc thì mưa rất to. Nơi chúng tôi đang tránh trú bão là một cái bãi san hô hình vòng cung mà chỉ có một con lạch nhỏ đi vào. Chính vì thế thì trong cái địa điểm tránh trú bão thì sóng không to bằng cái khu vực ở phía ngoài. Theo quan sát của chúng tôi vào lúc cuối giờ chiều nay thì chân trời phía Bắc thì đã hửng sáng, nhưng chân trời phía Nam thì vẫn còn âm u và mây rất là thấp. Vâng, như vậy tôi có thể hiểu được rằng là vào thời điểm này thì anh vẫn chưa thể lên đảo được mà vẫn phải đang dừng ở ngoài dạng san hô. Thì không hiểu là theo những cái thông tin mà tàu tiếp nhận được thì đến thời điểm này, không hiểu là diễn biến trong vòng những giờ tới bão sẽ như thế nào ở khu vực mà anh đang neo đậu ạ? Vâng, đúng là chúng tôi ngay từ sáng hôm qua thì đã vào được đến nơi tránh trú bão sau khi có cái thông báo khẩn cấp về cơn bão số 1. Mặc dù cái chỗ, cái quần đảo nơi chúng tôi cần phải đến thì đã nhìn rõ ngay trước mắt rồi, nhưng mà vì có sóng có gió nên là chưa thể hạ cano để đưa cái đoàn công tác đến vào các đảo, các điểm đảo được. Theo thông tin tàu chúng tôi hiện có thì gió hiện nay ở mức khoảng cấp 7, cấp 8. Và cũng theo kinh nghiệm của những người đi biển lâu năm có mặt ở trên tàu cho biết thì cái hiện tượng mà trời hửng sáng ở phía Bắc và âm u ở phía Nam thì cùng với đó là cái tốc độ bão đi chậm hơn, thì nhiều khả năng cơn bão đang tích năng lượng và dự báo một cái cơn bão to hơn. Theo cái kế hoạch của chúng tôi thì sau khi cơn bão đi qua thì vào khoảng chiều ngày mai thì tàu mới vận chuyển được hàng hóa sau khi tiếp cận được đảo để lên các đảo theo đúng kế hoạch. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Quang Hạnh và hy vọng rằng là bão sẽ sớm đi qua khu vực mà anh neo đậu để hàng Tết có thể sớm lên được đảo Đá Tây và các đảo tiếp theo như hành trình của các anh.